Có vẻ quãng thời gian cuối năm đang trở thành nỗi ám ảnh với Khánh Vân mắt biết khi cô liên tục dính những rắc rối không đáng có. Sau khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, những ồn ào cứ liên tiếp ập đến với Khánh Vân, nữ diễn viên mắt biết. Chuyện bị chính họ hàng lập group anti cho đến việc bị tố có tính công chúa trên mạng xã hội chưa qua. Mới đây, cô lại tiếp tục dính scandal nhõng nhẽo với người đã có bạn gái. Nam chính trong câu chuyện lần này là Phát La và người bóc phốt Khánh Vân chính là bạn gái của nam diễn viên. Ngay lập tức, bài đăng thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng. Mới đây nhất trong khuya ngày 30 tháng 12, cô nàng bất ngờ bị KV, bạn gái của Phát La tố thường xuyên nhắn tin nhõng nhẽo anh chàng. Cụ thể, nội dung đoạn tin nhắn nói về việc Khánh Vân hỏi anh chàng này có ăn bơ Buôn Mê Thuột, đặc sản quê nhà của Khánh Vân hay không. Đặc biệt, chi tiết cho KV ăn nữa trong tin nhắn của Khánh Vân chứng tỏ cô nàng biết tên bạn gái của anh chàng mình đang nhắn tin. Sự việc tưởng chừng khép lại khi KV xóa bỏ bài viết tố Khánh Vân trên nhóm anti-fan, thì đâu đó một tiếng sau, KV tiếp tục đăng liên tiếp nhiều bài viết khác khiến cư dân mạng như bị xoay vòng vòng. Đầu tiên, KV đăng bài viết tố Khánh Vân nhắn tin nhõng nhẽo với bạn trai mình. Sau đó, Khánh Vân chính thức lên tiếng trả lời rằng người cô nhắn tin đó chính là Phát La, người anh thân thiết trong nghề. Chính Khánh Vân cũng biết mối quan hệ của Phát La và bạn gái. Bởi vì trong đoạn tin nhắn nói chuyện với Phát La, Khánh Vân có nhắc nhớ đưa bơ cho bạn gái ăn. Sau đó, Khánh Vân và KV, bạn gái Phát La, có nói chuyện với nhau. Cả hai giải quyết hiểu lầm và Khánh Vân có đăng story giải thích những đoạn chat. Cô cho rằng đó là món quà gửi tặng đồng nghiệp thân thiết. Không riêng Phát La mà cả Lâm Vĩ Dạ, quản lý Trấn Thành Harry Won cũng nhận được. Nữ diễn viên nói, trước những thông tin trên mạng, Vân xin phép trả lời một lần duy nhất về vấn đề này. Trong quá trình hợp tác ở một dự án, những thành viên trong ekip được Vân xem như những người bạn thân thiết nên Vân có gửi quà cho mọi người. Ngoài anh Phát La, người trong đoạn tin nhắn mà các bạn được xem, còn có chị Lâm Vĩ Dạ và các anh chị khác trong đoàn được tặng. Tặng quà cho đồng nghiệp không thể đánh đồng với chuyện tha thính, như vậy là thiếu công bằng với Vân. Những tin nhắn khác, nếu đã khiến mọi người hiểu lầm thì Vân xin được thành thật xin lỗi. Về phía KV, cô nàng cũng xóa bài đăng trên group anti-fan. Sự việc tưởng chừng đã kết thúc thì KV bất ngờ tiếp tục tung những đoạn chat khác của Khánh Vân và Phát La. Sau đó, KV cho rằng Khánh Vân đã đăng story như là đổ lỗi cho mình. Chưa dừng lại, KV, bạn gái Phát La, đăng thêm một bài viết giải thích trước nghi vấn đang dắt mũi mọi người anti Khánh Vân. Ban đầu, người này định nhờ chị họ của Khánh Vân đăng bài giúp. Tuy nhiên, vì thấy kỳ nên dùng nick chính chủ. Nhiều cư dân mạng đọc xong lại chẳng hiểu rốt cuộc KV đang muốn diễn đạt điều gì. Cuối cùng, KV tiếp tục tung toàn bộ cuộc nói chuyện của mình và Khánh Vân lên group anti-fan. Hiện tại, cư dân mạng vẫn chia thành nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Một mặt cho rằng, các tin nhắn của Khánh Vân đặt trong hoàn cảnh Phát La đã có bạn gái cũng dễ gây hiểu lầm. Mặt khác lại cho rằng, KV đang quá nhạy cảm vì những đoạn đó chưa hề đi quá giới hạn và họ chỉ là những đồng nghiệp thân thiết. Không rõ ồn ào lần này sẽ đi đến đâu. Trước đó, trong chương trình Sao Nhập Ngũ, chỉ vì tính cách công chúa của mình, Khánh Vân nhận về không ít bình luận trái chiều. Thậm chí, một số anti-fan còn quyết định lập group chat để nói xấu nàng trà long của mắt biết. Sốc hơn cả, admin của group được cho là chị họ của Khánh Vân. Sự việc bắt đầu từ việc nữ diễn viên phim mắt biết bị cư dân mạng soi chi tiết được xem là hỗn láo khi xưng hô với đàn chị Dương Hoàng Yến bằng tên cộc lốc. Ngoài ra, khi được Kỳ Duyên góp ý chuyện sinh hoạt tập thể, Khánh Vân cũng bày tỏ thái độ không hợp tác. Nam Thư cũng đóng góp ý kiến thì Khánh Vân ngay lập tức khóc và bỏ dậy đứng đi. Chính những hành động này đã làm khán giả không hài lòng. Hiện tại, khán giả vẫn đang bàn luận rất xôn xao về tính cách của Khánh Vân khi tham gia chương trình thực tế. Những người tham gia chương trình cùng Khánh Vân như Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên cũng đã lên tiếng xin lỗi và mong mọi người đừng khắc khe quá với Khánh Vân vì theo nhiều tiết lộ về sau, nữ diễn viên đã có nhiều thay đổi tích cực hơn nhiều.